Dạ xin chào quý anh chị một lần nữa. Hôm nay Jenny muốn gửi đến một cái lời cái phỏng vấn nhỏ của đài Đáp Lời Sông Núi, tại vì sau khi Jenny nghe xong được cái video clip này, nghe rất là buồn và rất là sốc, tại vì không biết là chế độ của mình nó đối xử tàn nhẫn với người dân, không chỉ là người dân, những người ở trong những cái đạo tôn giáo, Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo hay là đạo Chúa, đạo Tin Lành. Nên Jenny lên đây muốn chia sẻ cái clip, cái lời phỏng vấn này một chút xíu, quý anh chị lắng nghe nha. Quý anh chị có nghe rõ không? Cho Jenny biết là quý anh chị có nghe rõ, thì Jenny sẽ mở cái này lên. Hello quý anh chị ơi, quý anh chị làm ơn trả lời là quý anh chị có nghe rõ không quý anh chị? Tại vì hồi nãy có quý anh chị nói là nghe hơi nhỏ, quý anh chị có nghe rõ không? Ok vậy cho này mở cái này lên nha quý anh chị. Thưa okay. Quý khán giả, như tin tức chúng tôi đã loan tải, vào tối thứ hai, mục sư Nguyễn Trung Tôn cùng ông Nguyễn Viết Tứ đã bị một nhóm côn đồ chặn bắt và đánh đập gây trọng thương cho cả hai. Chúng ta không lạ gì trước việc nhà cầm quyền đã từ bao năm nay cho công an giả dạng côn đồ để đàn áp các tiếng nói, cổ võ cho tự do dân chủ. Từ Thanh Hóa, mục sư Nguyễn Trung Tôn đã tường thuật lại sự việc như sau. Thưa mục sư Nguyễn Trung Tôn, chúng tôi được biết đó là vào tối thứ hai, mục sư và một người bạn nữa trên đường đi đó thì đã bị một nhóm người đánh đập một cách rất là dã man. Trước tiên thì xin mục sư tường thuật lại diễn tiến của sự việc ra sao ạ? Dạ thưa anh Quang Nam, thưa quý khán thính giả, thì vào ngày 27 tháng 2, tôi có chút công việc cần phải đi vào phía miền Trung, vừa là đi thăm mộ người thân của tôi, cũng là đi thăm gặp một số anh em quen biết ở trong khu vực Cồn Sẻ, ở Hữu Bé. Dự tính là có thể là tôi sẽ quay ra khu vực Nghệ An. Khi đi thì tôi có đi cùng với một người bạn là anh Nguyễn Đức Tứ, cùng quê với tôi. Thì hai người chúng tôi đi từ Thanh Hóa Bắc một chiếc xe đò. Thì khi chúng tôi lên xe thì ở tại cái điểm chúng tôi lên xe thì không phải chỉ có mình hai chúng tôi mà còn có thêm một người nữa, họ cũng lên xe. Chúng tôi xuống Quảng Bình thì họ, cái người đấy cũng nói là xuống Quảng Bình. Thì chúng tôi cũng không có để ý họ đi theo hay là gì. Cho đến 21:30 thì chúng tôi đến ngã tư Ba Đồn thuộc tỉnh Quảng Bình. Tôi và người bạn tôi vừa bước xuống xe, chiếc xe đò vừa mới chạy. Thì ở dưới đã có, tôi thấy có rất là nhiều người giống như là xe ôm, nhưng mà chỉ có hai chiếc xe máy thôi. Còn người thì lại rất là đông. Họ hỏi tôi là đi đâu, có đi xe ôm không? Thì tôi mới bảo tôi vào chỗ cầu Cảnh Dương, không biết giá xe bao nhiêu. Thì tôi vừa mới nói đến đấy thì có một người không biết ở trong cái đám đông đấy, họ đấm vào mặt tôi. Thì tôi nghe có tiếng xe nó xịt ngay đằng sau tôi. Thì họ đấm vào mặt tôi rồi tôi vo mắt đi bắt đầu nó. Họ đấm, họ lôi tôi lên trên cái chiếc xe đấy, họ lột cái áo ấm của tôi đang mặc, áo khoác tôi đang mặc, họ trùm lên đầu tôi, họ trói cái đầu tôi với cái tay tôi dốc ngược lên về phía trên đầu, rồi họ lột hết cả quần áo tôi, rồi hành lý của gì là họ lột trần truồng như vậy, và họ cứ dùng cái tiếp sắt, cái gậy sắt lẽ nó tôi bằng cái ngón chân cái, rồi họ đập nữ người tôi từ cái hông, từ trên hông này xuống đến dưới chân, thì bạn tôi cũng bị như vậy. Tôi thì bị trói chân tay bằng chính cái áo của tôi và quần của tôi, còn bạn tôi thì lại bị trói bằng dây điện. Tôi thì bị trói cái tay lên phía đầu, rồi sau đấy họ lật họ trói về phía đằng trước, nhưng mà bạn tôi thì bị họ dùng dây điện họ trói tay chặt ra đằng phía sau, họ trói chân lại rồi họ úp sấp xuống người xuống, rồi có người giữ cái đầu ghì xuống cái mặt ghế đấy, rồi họ cứ thế là dùng gậy họ vụt từ lưng vụt xuống. Vâng, thưa mục sư, đó là lúc mà mục sư vừa xuống bến xe đò, và sau đó đó khi mà họ đưa mục sư và anh Nguyễn Viết Tứ lên xe đó thì việc gì đã xảy ra nữa thưa mục sư? Cứ trên đường đi đấy thì họ cứ chạy xe, họ vừa chạy xe họ vừa đánh rồi đến cái chỗ văng vắng ấy thì họ lại dừng xe, họ lại lôi tôi xuống, họ đánh ở dưới trên rìa đường, họ đánh ở dưới rìa đường rồi họ là dùng giày đấy họ dẫm lên cái bàn chân tôi, rồi họ kê cái mu chân của tôi lên cái rìa cái mương bê tông ấy, cái mương thoát nước ở rìa núi ấy. Thế là họ dùng cái gậy họ đập vào cái mu bàn chân của tôi, nó sưng cãi lên, chân không có thể lết được nữa,
rồi họ lại lôi tôi lên xe, rồi đi một đoạn họ lại lôi bạn tôi xuống họ đánh, cũng như vậy, họ đánh chúng tôi liên tục cho đến 2 giờ, gần khoảng 1 giờ, gần 2 giờ sáng thì họ đưa chúng tôi vào cái rừng Hương Khê và họ vứt chúng tôi xuống đấy. Trong cái tư thế là người lõa lồ, không có quần có áo, và ở rìa rừng thì rất là hoang vu, mà người tôi thì máu nó chảy ra, cho nên cái sên bị bắt nó lại bẹo vào, nó cứ đốt, nó hút máu rồi, mà tay phải của tôi đau, chân phải không đau, không làm sao lấy cả thân thể như vậy, nó không cựa để mà lấy được cái quân sên bắt ra trên người. Rồi chúng tôi hai người bạn rìu nhau, nghe có cái tiếng chó sủa, thế chúng tôi rìu nhau lết đi được khoảng 200 mét thì chúng tôi kêu cứu, thì có người dân làm cao su ở đấy, họ nghe tiếng kêu rồi họ ra, ba người cả ba bố con họ ra, họ đưa chúng tôi vào một cái nhà hoang, rồi họ lấy củi lửa họ đốt cho chúng tôi, họ đem mì tôm cho chúng tôi ăn, cái đem nước cho chúng tôi uống, rồi họ đem cho chúng tôi một cái mê chiếu, một cái mảnh chăn cho chúng tôi nằm ở đấy qua đêm. Vâng, thưa mục sư Nguyễn Trung Tôn, có cơ sở nào để chúng ta cho đây là cái sự dàn xếp của công an để mà trấn áp mục sư không ạ? Dạ, thì tôi tin chắc rằng đây là lực lượng an ninh chìm của nhà cầm quyền, bởi vì cách đây mấy tháng thì chính quyền xã Quảng Yên, huyện Quảng Sương họ đã dùng loa phóng thanh để họ tuyên truyền, họ đọc những cái bản tin để bôi nhọ tôi, kích động quần chúng để thù hằn tôi, rồi họ dùng côn đồ để nếm mắm tôm, rồi họ đập phá quầy hàng kinh doanh của gia đình tôi, và chính công an họ cũng cảnh báo cho tôi là đừng có đi đâu ở nhà, nếu mà đi đâu được coi chừng. Và cách đây ít hôm thì có một người công an là trung tá có an ninh tên là Viên Đình Tô, và anh ta tìm cách gây gổ với tôi, họ liên tục đưa ra những lời cảnh báo là tôi sẽ bị đập bất cứ lúc nào, cho nên lần này tôi tin chắc rằng đây là lực lượng công an côn đồ giả dạng, công an giả dạng côn đồ đánh đập tôi thôi. Dạ, vì ở trong khu vực Cồn Sẻ thì lâu nay có cái việc mà cá chết vì sự cố môi trường, thì bà con họ cũng thường hay xuống đường họ đi phản ứng đối cái việc công ty Formosa gây ô nhiễm môi trường mà họ đòi cái đền bù thỏa đáng, cho nên là có thể là khi mà tôi họ thấy tôi xuất hiện, họ sợ rằng tôi vào đấy xuất hiện ở trong đấy thì tôi sẽ kích động hay là tham gia tổ chức biểu tình với bà con và hưởng ứng cái lời kêu gọi của linh mục Nguyễn Văn Lý về việc biểu tình vào ngày 5 đấy, thì tất cả những cái sự kiện này liên kết lại thì tôi nói chắc rằng đây là công an, vì nếu là bọn cướp thì họ chỉ cướp tiền cướp của rồi họ thả người thôi, nhưng mà đằng này nó cướp tiền cướp của, nó còn đánh vô mình thì sống chữa chết chữa, nó còn đem vào rừng hoang nó mất, thì tôi tin chắc đây là công an. Vâng, thay mặt quý thính giả của đài Đáp Lời Sông Núi xin trân trọng cảm ơn mục sư Nguyễn Trung Tôn. Sau khi nghe cái đoạn clip phỏng vấn này xong thì Chanh Nì rất là bức xúc, không có thể nào mà không lên để chia sẻ với quý anh chị. Hiện nay thì ở bên Việt Nam có cái nhiều rất là nhiều sự đàn áp và đánh đập dã man tàn nhẫn như vậy đó quý anh chị. Người ta chỉ là mục sư thôi, chứ mục sư chỉ là chỉ giúp đỡ những người dân họ bị bất công và bị đánh đập, nhưng mà bây giờ họ muốn đòi lại cái quyền cho người dân mà họ lại bị công an, những cái người mật vụ chìm á, tìm cách để đón đường, khi mà họ ra đường thì tìm cách để mà đánh đập họ. Mà nếu mà theo theo mục sư nói đó, mục sư Tôn nói đó, thì nếu như mà là cướp á, thì người ta chỉ cướp những cái tài sản trong 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 giỏ trong trong giỏ sách hay là trong hành lý của mình thôi, chứ đâu thể mà cướp mà lại đánh người ta, đánh đập người ta tàn nhẫn như vậy, đánh đập coi như là sống dở chết dở luôn quý anh chị. Rồi xong rồi nó đánh người ta mấy tiếng đồng hồ, xong rồi nó quăng người ta vô một cái rừng cao su, mà cái rừng coi như rừng hoang vu không có người lui tới nhiều, để là cố tình giết chết người ta. Tại vì thương tích đầy mình như vậy thì không có thể nào mà đi hoặc là kêu cứu được quý anh chị. Cái này là cái chuyện mà mới xảy ra ngày 29 tháng 2 vừa rồi, thì chỉ có mới mấy ngày thôi quý anh chị. Là hiện nay cho thấy là Việt Cộng nó đang đảng Cộng sản là nó đang cố tình mở rộng cái việc đàn áp trước để cho làm người dân sợ, rồi người dân sẽ không có dám đi biểu tình, tại vì nó đang giảm đi cái không có muốn người dân xuống đường nhiều. Rồi cái ông Hải phó chủ tịch quận nhất đó, thì ổng đang là dọn dẹp những cái khu vực xung quanh đó, những cái khu vực xung quanh quận nhất,
để mà có thể thứ nhất là dọn dẹp chỗ để dễ đàn áp, thứ hai là nếu mà có cuộc biểu tình lớn xảy ra thì những cái khu vực xung quanh đó họ sẽ không có tiếp nếu không sẽ tiếp trợ cấp hay là không có giúp đỡ những cái người biểu tình xung quanh đưa nước hoặc là giúp đỡ họ đưa đồ ăn hoặc là giúp đỡ nhiều thứ đó quý anh chị. Tại vì thường mà đi biểu tình thì mình không có chuẩn bị được nhiều, không có chuẩn bị đồ ăn thức uống, nên những người xung quanh nếu mà bán hàng xung quanh là có nhiều thì họ sẽ giúp đỡ những người đi biểu tình, những người dân mà họ đi biểu tình đó. Nên họ làm cái gì trên này nghĩ là họ cũng có mục đích trước, họ phải tính toán trước chứ, tự nhiên không phải đảng cộng sản mà nó tốt đẹp như vậy, tự nhiên nó đi làm dọn dọn dẹp lòng lề đường để mà có thành phố văn minh sạch đẹp. Tại sao rồi đó giờ không dọn mà tự nhiên trước cái ngày biểu tình chỉ có 1 tuần 2 tuần là nó lại bắt đầu nó đi dọn dẹp lòng lề đường của thành phố quý anh chị. Cái điều này rất là lạ đúng không? Là nên nên mình nên cảnh báo với lại quý anh chị những người dân mà đi biểu tình trước. Rồi bây giờ để có một bà bạn ở bên Việt Nam có gửi cho Jenny cái có gửi cho Jenny cái vật dụng cá nhân mà để mình đi biểu tình, thì hôm nay Jenny đọc cái bài ngắn này lên cho quý anh chị để góp ý kiến với quý anh chị nha. Trong tất cả các cuộc biểu tình nào thì việc chuẩn bị tất cả vật dụng cá nhân đều hết sức quan trọng. Thì chuẩn bị tốt thì có thể đảm bảo được bảo vệ bản thân và mọi người và còn giúp đỡ cuộc biểu tình có hiệu quả cao hơn. Dưới đây là danh sách tất cả những vật dụng mọi người cần chuẩn bị trước khi biểu tình. Chúng ta cũng không phải là biểu tình gọi là mình bạo động quý anh chị. Cái cuộc biểu tình này theo cha Nguyễn Văn Lý kêu gọi á, linh mục Nguyễn Văn Lý kêu gọi là mình biểu tình ôn hòa, mình biểu tình bất bạo động. Mà thêm thêm theo ý kiến của cha này thì biểu tình ôn hòa bất bạo động, nhưng mà mình cũng phải có sự tự vệ trong đó. Có nghĩa là người ta đánh mình thì mình phải tự vệ, mình không có để người ta đánh mình. Thì cha này chỉ thêm một cái ý nhỏ vô đó, nhưng mà mình đừng có nên bạo động. Nếu mà mình bạo động á, thì khi mà thế giới nhìn vào thì họ sẽ những cái người công an đó họ sẽ gán cho mình cái tội là mình phá rối trật tự và mình đánh người thi hành công vụ. Thì cái đó nó sẽ bất lợi về phía của mình. Tại vì theo cái lời kêu gọi là mình biểu tình bất bạo động, mình đưa lên cái mục tiêu của mình là mình đưa lên cái ý nguyện của mình, cái mong muốn của mình là đối với nhà cầm quyền là phải đuổi Formosa ra khỏi Việt Nam. Tại vì Formosa đang là thải, hiện tại vẫn còn đang là thải những chất độc hại làm gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước. Thì cái mục tiêu của chúng ta là như vậy, nên that's why trên này cứ nói hoài là có nhiều quý anh chị cứ vô hay hay nói là không thể biểu tình bất bất bạo động được, mình phải dùng vũ lực, mình phải dùng bom xăng, mình phải dùng dao gậy gọc gì đó. Thì trên thì không có khuyến khích là dùng những cái đó, tại vì nếu mà dùng những cái đó thì họ sẽ kiếm cớ để mà họ đổ tội cho mình là mình biểu tình bất bạo, gọi là mình biểu tình bạo động, nên họ là kiếm cớ họ đánh mình nhiều hơn và họ bắt mình vô trong đó nữa. Thì mình không có làm được gì hết. Rồi mình sẽ mang thêm một cái tội, rồi vừa bị đánh mà cũng mang thêm cái tội nữa. Nên cái đó thật sự là không 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 phải là một cái ý kiến hay. Rồi hồi nãy đang nói là vật dụng đi, bây giờ mình nói về cái đầu tiên quan trọng nhất là nón bảo hiểm. Vật dụng quan trọng và thiết yếu nhất thì mình chọn cái nón bảo hiểm nào cứng cứng nha quý anh chị. Rồi đừng có cái nón mà kiểu như làm ở bên Trung Quốc cứ đập một cái nón dởm á, đập một cái là nó bể nó trúng đầu mình. Rồi mình phải mình chọn cái nón bảo hiểm mà nó có cái đồ che lại để mà không có đánh được vô mặt của mình. Bảo vệ đầu với bảo vệ mặt của mình là quan trọng nhất. Rồi đồng thời mình phải nếu mà quý anh chị phụ nữ quý 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 chị đó thì đem theo cái bình xịt xịt cay đó hoặc là cái bình xịt mũi á. Rồi không nữa thì quý anh chị có biết cái loại mà cái này không biết là dùng cái này có được không, có gọi là tấn công người khác hay không, nhưng mà dùng cái loại mà
Ví dụ như người ta đụng vô mình á, thì mình dùng cái đó để mình giật điện người ta lại. Cái đồ mà nó hay làm người ta bị shocking á, giống như người ta bị, không biết trên này không biết nói sao, nhưng mà cái đó thường thường mà người phụ nữ hay đi ra đường họ cần, họ hay dùng cái đó để mà họ chống lại với những người cướp á, thì họ hay dùng cái đó. Thì trên này không biết là ở bên Việt Nam có dùng được hay không, hoặc là mình có thể dùng bình xịt mũi. Có nhiều anh chị thì nói đưa lên ý kiến là dùng mấy cái bình xịt mũi để xịt vào mắt, gì sao vào mắt nó nếu như mà nó muốn đánh mình. Thì quý anh chị ở bên Việt Nam chuẩn bị những cái thứ đó, những cái dụng cụ đó thiết yếu. Rồi nếu được á, trên này nói là nếu được thôi, thì quý anh chị dùng cái đồ mà cái nón len nó mà đội ở phía trong, thì mặc dù là hơi nóng đó, nó có hơi nóng một chút xíu, nhưng mà mình bảo vệ cái đầu mình. Thì cái này là mình đưa ý kiến thôi, còn tùy quý anh chị chọn. Và thứ hai là mình dùng khẩu trang nha quý anh chị. Khẩu trang á, thì nó sẽ giúp mình chống được cái hơi cay nè, rồi chống được cái pepper spray, là không biết tiếng Việt là gì cái đồ xịt xịt cay á, cho người nghĩ vậy. Và đặc biệt là nó sẽ che được khuôn mặt của mình lại. Rồi mình phải mua cái loại khẩu trang mà có lớp than hoạt tính đó, những cái loại khẩu trang mà nó ngăn những chất độc mạnh hơn, rồi dày hơn một chút. Anh chị đừng có đeo khẩu trang thường. Rồi mọi người nên 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 đeo hai ba cái, mặc dù trên này biết là rất là nóng. Ở thời tiết khí hậu bên Việt Nam thì là nhiều, ở khí hậu nhiệt đới thì nó nóng, nhưng mà ở cái hôm đó thì mình nên chuẩn bị sẵn sàng trước thì nó tốt hơn. Tại vì ở cái việc đó nhiều khi nó xảy ra nó ngoài ý muốn của mình không muốn, nhưng mà mình phải chuẩn bị trước. Nhiều khi họ đánh mình thì mình còn có cái để tự bảo vệ mình, đúng không quý anh chị? Rồi quần áo thì quý anh chị nam cũng như nữ, thì trên này có biết là cha Lý đã kêu gọi quý anh chị là mặc đồ trắng. Toàn bộ những người dân đi biểu tình thì mình mặc áo trắng. Và để nếu như mà mình mặc áo trắng á, thì quý anh chị phải nhìn xung quanh của mình để coi biết là những người mà mật vụ công an chìm, những người mà mặc thường phục đó, họ sẽ cũng mặc áo trắng, nhưng mà họ sẽ có một cái dấu hiệu gì đó, họ trên áo hoặc là họ đeo vòng ở trên tay cùng màu, hoặc là họ đeo những cái chiếc nhẫn, hoặc có thể họ đeo những cái dây chuyền, hoặc họ họ quấn ở trên cổ, những cái dấu hiệu để mà họ tìm ra nhau, họ nhận ra nhau. Thì mình cũng phải cẩn thận những cái đó. Thế mà mình thấy tất cả mọi người mà đều mặc đồ trắng không, không có dấu hiệu gì đặc biệt, thì mình biết là cái người đó là người dân đi biểu tình. Còn những người mà các bạn thấy có cái dấu hiệu gì nó đặc biệt hơn, thì các bạn biết là những cái người đó không phải là cái người trong nhóm của mình. Và quý anh chị phụ nữ thì những cái bạn bạn gái hoặc là những cái người chị lớn tuổi đó, thì mình nên đừng có mặc áo dài. Thì biết áo dài hoặc là đầm, hoặc là những cái đồ mà nó vướng víu á, thì khi mà mình đi nó sẽ gây khó khăn trở ngại cho mình. Lỡ lúc mình chạy á thì nó sẽ chậm hơn người ta. Rồi nhiều khi áo dài thì nó sẽ dễ bị xé hay là rách đó quý anh chị. Thì mình nên mặc cái gì mà cho nó gọn, mà áo thun rồi mặc quần cho nó nhẹ, cho nó gọn. Đừng có mặc nhiều cái và đừng có mặc quần đùi nha quý anh chị. Mình mặc càng nhiều thì càng tốt. Mình mặc càng nhiều đồ thì biết là nóng, nhưng mà càng nhiều đồ thì cái người ta đánh có thể đánh mình, thì nó giảm đi cái sự đau đối với trong cái cơ thể của mình. Rồi mình về về cái giày dép thì mình nên mang giày, mình mang giày thể thao đó quý anh chị, giày chạy bộ để mình chạy cho nó nhanh. Nếu mà mình mang giày cao gót thì mình chạy nó rất là chậm. Rồi nhớ là quý anh chị mang giày nhưng mà cũng phải cột cho chặt chặt nha quý anh chị, để không thôi lúc mà chạy nó bị vướng víu té. Rồi, cái đó là dùng cho cả vợ cả cả các anh nam và bạn nữ. Rồi mình nên có những cái ba lô nhỏ nhỏ quý anh chị mình cầm theo, rồi mình cầm để mà mình phòng thủ trước.
Rồi ví dụ như mình có bị cái gì người ta đánh thì mình dùng cái đó để mình đỡ. Rồi mình nên có khăn giấy ướt, đây là dụng cụ cần thiết nha quý anh chị. Đây là cái rất là nhỏ nhưng mà nó cũng quan trọng lắm quý anh chị. Mình phải ví dụ như mình có bị trúng hơi cay hay cái gì đó thì mình cũng có cái khăn này để mà mình lau mắt mình rửa mắt mình. Rồi mình cũng phải có điều quan trọng hơn là mình phải có nước, chai nước đó quý anh chị. Mình đem khoảng chừng 1-2 chai nước bỏ vô cái ba lô của mình để mà khi mà mình có hết thì mình đi hứng nước, rồi lúc mà mình bị xịt hơi cay thì mình có cái nước để mà mình rửa mắt của mình tạm thời mình sơ chế quý anh chị. Rồi mình nên đem theo một ít bông gòn hoặc là băng gạc, tại vì thưa quý anh chị, một người thì không thể nào mà mình có thể làm hết, mình hết có thể chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà theo cái ý kiến á, thì mình hôm qua cũng đã bàn với lại chú trực á, thì chú trực cũng có nói là mình sẽ làm theo một cái đội, mình sẽ hình thành một cái đội nhỏ, một cái tỉnh thành nào đó thì mình sẽ làm theo một cái đội ở tỉnh thành đó. Ví dụ như 7 người ở trong một một đội thì mình sẽ phân công ra mỗi người một việc. Ví dụ là cái người này là sẽ chuẩn bị thức ăn, giữ đồ uống, cái người khác là chuẩn bị về thông tin, về giữ điện thoại để mà mình livestream liên tục. Và hình ảnh, để mình có hình ảnh để mình có bằng chứng là mà người này bị đánh. Rồi người khác thì mình chuẩn bị những bông gạc này nọ đó, bông gòn này nọ, rồi những cái đồ mà rửa rửa mắt này nọ, thì mỗi người mình có một nhiệm vụ trong cái đội của mình. Và cái đội của mình thì tất cả mọi người đều cũng có thể là làm thành một cái người đứng ra để giống như là đứng lên để mà mình làm tất cả mọi thứ, mình chỉ đạo đó, gọi là mình là một cái người đó, là cái người chỉ đạo hết mọi thứ trong cái đội của mình. Nhưng mà không phải là mình mất người đó là mình không không thể làm được gì hết, tại vì trong cái đội của mình thì mình phải trao đổi thông tin với nhau, thì tất cả mọi người đều biết là mình có thể làm gì. Ví dụ mình có mất người đó thì mình cũng có tự mình có thể mình xoay chuyển được tình thế. Ví dụ mình có mất người đó có bị bắt hay người đó có bị đánh, họ không thể tiếp tục, thì những cái người trong đội mình vẫn có thể tiếp tục được, chứ không phải là nếu như mình mất người đó thì mình không làm được gì hết. Thì cái điều đó là điều dở của mình không có tổ chức trước. Chính vì vậy em rút cái kinh nghiệm từ lần đầu tiên ngày 14 tháng 2 vừa qua đó, thì mình đừng có đi ào ào một một đoàn người mấy mấy chục người mấy trăm người, thì nó không có giải quyết được vấn đề, nó sẽ bị rối loạn và mọi người mà bị đánh thì sẽ chạy tùm lum tà la. Nên bây giờ mình lập ra một cái kế hoạch khác, là mình phải có một cái mỗi đội sẽ khoảng chừng chừng 5 đến 7 người, 5 đến 7 người sẽ có những công việc khác nhau, rồi những công việc đó để chia. Nhưng mà tất cả những công việc này mọi người đều biết và đều biết mặt nhau, rồi mình sẽ biết được cái đội của mình như thế nào, và mình cũng phải biết và liên lạc với những đội khác luôn. Những cái người mà đứng 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 đầu trong cái đội này thì cũng phải liên lạc với những người khác để mình biết những cái đội khác là ai, là người nào, để mà mình có thể giúp đỡ cái đội khác. Tại vì hiện giờ thì là mình đang rất là cần sự đoàn kết với nhau, chứ mình không phải là mình ồ cái người này trong cái đội của mình bị đánh thì mình không có đi ra để mình giúp đỡ, hoặc là mình không có nhảy vô để mà mình giúp đỡ. Thì cái này là cái điều điểm yếu của những cái người người dân đi biểu tình, mà cộng sản nó nắm được cái điểm yếu này của mình nên lúc nào nó cũng dễ dàng đàn áp và đánh đập mình hơn. Rồi cái việc cái đồ mà mình cần đem nữa đó là bánh kẹo khô đó quý anh chị. Thường á, nếu như mà mình bị nhịn đói lâu á thì đường á, nó sẽ giúp cho mình giữ được cái và giữ cái được sự đói bụng lâu hơn, thì là cái bánh kẹo kẹo nó quan trọng, đường nó quan trọng nó như vậy đó quý anh chị. Nếu quý anh chị mà đói bụng quý anh chị ăn kẹo vô nó sẽ chống cho quý anh chị đói được lâu hơn, là sẽ không có feeling, không có cảm giác đói bụng đó quý anh chị. Tại vì mình biết là lúc này xung quanh sẽ không có ai bán cái gì hết, tại bị dẹp đi hết rồi quý anh chị. Mấy bữa nay nó liên tục nó tấn công, nó dọn dẹp hết tất cả những hàng quán xung quanh đó quý anh chị.
nên biết là chắc chắn mình sẽ không có mua được gì đâu. Mình phải chuẩn bị lương thực, lương khô, kẹo và những cái bánh khô đó quý anh chị, mình dễ đem theo mà nó nhẹ nữa. Thì ví dụ như trường hợp xấu nhất á, mình bị bắt và mình bị để ở trong họ ở trong khu trong mà ở trong cái đồn đó, thì họ có quyền giữ mình từ 24 tiếng đến 48 tiếng. Thì mình cũng có sẵn nước uống, rồi mình cũng có sẵn bánh kẹo để mình cầm cự qua được cái ngày hôm sau. Cái lúc đó thì họ thả mình ra thì mình vẫn bình thường, mình không có bị đói bụng hay là mình không có bị kiệt sức, đúng không quý anh chị? Mình cũng phải chuẩn bị trước chứ. Mình kỳ này là mình cũng đã được thông báo nhiều rồi thì mình cũng phải chuẩn bị lo cho bản thân mình, đúng không không quý anh chị? Mình nhớ là mình để trong ba, ai cũng phải có trong ba lô của mình mà một chút chút xíu để mà mình dự trữ. Và cái điện thoại là hết sức là quan trọng nha quý anh chị. Điện thoại là lúc nào mình cũng phải đem ở trong người để mình liên lạc với nhau, rồi mình cầm để mà mình quay livestream cho tất cả mọi người ở bên đây họ biết, để họ 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 truyền thông tin đi. Có thể là họ truyền đi thông tin ở ở nhiều nơi và mọi người sẽ theo dõi liên tục đó quý anh chị. Nhớ là quý anh chị giấu nha, giấu trong người. Lâu mình đừng có cầm ra ngoài để cho nó thấy, nó giật, nó lấy, nó đập với quý anh chị. Đừng lúc nào cũng đừng đừng có lúc nào cầm ra rồi khoe nha quý anh chị. Tất cả những tin tất cả và nhắc lại một lần nữa là tất cả những tin nhắn trên Facebook hay là trên Skype thì trong điện thoại mình tốt nhất là mình nên xóa nha quý anh chị. Mình đừng có để đó. Tất cả những cái gì về lịch sử cuộc gọi của mình hay là mình nhắn tin cho người nào đó, mình liên lạc với người nào đó trong đội của mình đó, thì mình nên xóa đi, để mà khi có thể mình bị bắt thì là nó bắt mình phải đưa cái điện thoại ra rồi nó kết tội mình là kích động biểu tình. Và mình phải xóa đi những cái hình ảnh cá nhân của mình luôn nha quý anh chị. Trước khi đi thì mình nhớ chạc pin đầy đủ để cho đầy điện thoại. Rồi thứ cuối cùng là mình phải chờ có biểu ngữ. Jenny cũng đã để những cái biểu ngữ bằng tiếng Anh và có dịch ra tiếng Việt ở trên trang Facebook của mình á, thì có gì quý anh chị vào đó để ghi rồi mình in ra. Không cần phải in những tờ giấy lớn, mình chỉ cần in những cái tờ giấy hiện tại Việt Nam có là tờ giấy khổ A4 đó. Thì quý anh chị chỉ cần in ra cái khổ bình thường, cái khổ giấy bình thường vậy thôi. Rồi mỗi người cầm một tờ đi, mỗi người cầm một tờ. Và hôm qua chú Trung cũng có đưa ý kiến là mình nên rải truyền đơn đó, để mà nhiều người biết hơn về cuộc biểu tình này. Có thể họ không đi biểu tình nhưng mà họ cũng biết là cái hôm nay là một cái ngày quan trọng, và họ sẽ theo dõi trên Facebook, theo dõi ở YouTube này nọ. Thì cái cách đó cũng rất là hay quý anh chị. Đó thì cái này là do một bạn gửi lại cho Jenny, thì Jenny chia sẻ đến quý anh chị mà chuẩn bị cho cái cuộc biểu tình gọi là ôn hòa của mình vào sắp tới vào ngày 5 tháng 3. Nếu mà bạn nào mà các bạn mà bị chạy vô một cái chỗ đông người á, nếu mà bị rượt đó, thì các bạn nên chạy vào một cái chỗ đông người mà có nhiều, coi như là có nhiều người nước ngoài thì càng tốt. Vừa chạy á, các bạn la làng lên là bị cướp này nọ, để cho người ta dồn cái sự chú ý vào vào mình. Nhớ là khi các bạn bị đánh, bị đổ máu thì nhớ là các bạn phải lấy bông gòn để mà cầm máu lại, rồi băng vết thương rồi đi về nhà để rửa sức thuốc nha quý anh chị. Đừng có ráng đứng đó để tiếp tục để cho bị tụi nó đánh. Cái việc quan trọng là khi mà nếu mà về nguyên nhân chủ quan hay khách quan mà mình bị bắt vào trong trong đồn đó, thì trước tiên là mình phải giữ bình tĩnh nha quý anh chị. Mình giữ bình tĩnh tối đa, mình đừng có bị loạn lên, mình đừng có sợ. Thì mình phải giống như là cái việc đó là cái việc bình thường thôi quý anh chị. Cái việc mà họ mời mình vô để mà họ hỏi han cái vấn đề là tại sao mình lại đứng ở ngoài đây, tại sao mình đi biểu tình cùng với mọi người, thì cái chuyện đó hết sức bình thường. Thì mình cũng đừng có nên sợ sệt quá.
Không có giết mình đâu quý anh chị, tại vì nếu mà mình có cái đội của mình thì chắc chắn đội mình mất người nào 5 người đến 7 người, mà khi mình bị bắt thì chắc chắn đội mình sẽ biết là cái người đó bị bắt, người đó là ai, và chắc chắn là mấy cái người này sẽ đến để đòi người đó quý anh chị, thì mình không có nên mất bình tĩnh, mình sợ sệt. Họ chỉ viết tường trình thôi, ví dụ vô không có, chị này nghĩ là có nhiều anh chị có vô nói là vô đồn nữa thì chỉ có biết tường trình thôi chứ đâu có gì đâu quý anh chị, họ chắc là không có gì đâu, họ không dám làm gì đâu, chị này nghĩ là không dám làm gì đâu, nên quý anh chị nhớ bình tĩnh nha. Quý anh chị nên nhẹ nhàng nói chuyện đàng hoàng, cẩn giống như là nói chuyện nhẹ nhàng với họ, chứ mình đừng có nên vừa quát hay là chửi, hay là kiểu như là mình tức giận mình chửi này nọ thì sẽ rất là dễ nguy hiểm cho bản thân mình. Tại vì mình nói chuyện đàng hoàng với họ, mình mở lòng với họ thì họ chắc không có thể nào đánh mình được, tại mình đâu có làm gì sai đâu mà đánh mình, đúng không quý anh chị? Mình chỉ đứng ra mình đi biểu tình để mình nói lên tiếng nói của mình thôi, mình muốn Formosa, giống như là để cho Formosa đi ra khỏi Việt Nam, mình chỉ biểu tình tại vì Formosa ở đây là thải ra những cái chất độc gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm cho nguồn nước biển, rồi tất cả cái kế sinh nhai của người dân đã bị mất hết rồi, nhất là người dân ở 4 tỉnh miền Trung đó quý anh chị. Mình chỉ cần nhẹ nhàng từ tốn thôi quý anh chị, không không nói ngang, không nói cọc, không chửi thề. Mình đừng có nên làm như vậy, đúng không? Mình là công dân có học thức, có văn minh, lịch sự, mình đâu có cần phải chửi thề với bọn chúng đâu. Nếu mình chửi bọn chúng thì mình đâu có khác gì bọn chúng đâu, mà bây giờ mình đang ở trong đó, nếu mà mình chửi thì là sẽ bất lợi cho mình, đúng không quý anh chị? Thì tốt nhất là mình làm cái gì đừng có bất lợi cho mình thì mình nên làm ngay trong lúc đó. Họ cũng chỉ là theo lệnh rồi họ làm như vậy để mà họ kiếm được tiền lương thôi quý anh chị, chứ thật sự họ cũng là người dân như mình thôi. Họ cũng có ba mẹ cũng giống như mình vậy đó, nhưng mà họ vì đồng lương nên họ phải đi theo cái đảng cộng sản để mà họ phục vụ cho đảng. Nếu mà các bạn mà vô đó mà bị hỏi đi tại sao đi biểu tình, hoặc là thì đừng đừng mình đừng có nói là mình đi biểu tình, mình chỉ nói là mình đi ngang qua thôi. Rồi tại vì nếu mình đi biểu tình thì mình nói mình đi biểu tình và đấu lý với họ thì lúc này nó rất nguy hiểm cho mình. Nói chung là họ chỉ có làm những thủ tục hành chánh, rồi họ chỉ ghi biên bản này nọ thôi, chứ không họ trên này nghĩ là họ sẽ không có làm gì hết. Nên mình tốt nhất là mình dịu dàng nhẹ nhàng. Và quan trọng nhất là họ sẽ hỏi mình được có ở một cái tổ chức nào đó hay không, rồi ai xúi giục đi, rồi ai giống như là ai xúi giục mình đi biểu tình, thì lúc này mình phải nói rõ ràng là mình không có đi theo một cái tổ chức nào hết, mình không có bị ai xúi giục nào hết, không có người nào xúi giục mình làm, không có một hội đoàn nào xúi giục mình làm, chỉ là mình tình cờ đi ngang thôi, không làm gì hết. Nhớ quý anh chị đừng có nói là mình ở trong một cái hội đoàn nào. Không nên mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào nha quý anh chị. Nếu mà đem theo thì họ dễ dàng họ sẽ lùng, họ sục ra, họ kiếm được mình là ai, họ sẽ truy lùng. Rồi nếu mà khi bị nhốt thì mình nhớ lấy mấy cái đồ ăn của mình, nước uống của mình ra đó, mình đã chuẩn bị trước đó thì mình cầm cự. Tất cả những giấy tờ mà họ yêu cầu mình ký thì mình nhớ phải đọc cho kỹ, là mình biết là mình ký cái gì, có hợp lý hay không, chứ đừng có bao giờ mà mình ký tầm bậy tầm bạ. Nếu mà mình ký tầm bậy tầm bạ thì là có thể cái đó họ dùng cái vật chứng đó để họ kiện mình này nọ, là mình họ ghi cái tầm bậy tầm bạ mình không hiểu thì họ sẽ kiện mình. Nếu mà họ dọa đánh các bạn thì các bạn phải nói luật với họ là Việt Nam đã ký vào Công ước Nhân quyền Quốc tế, tại vì Việt Nam đã ký vào, thì nếu như mà đã ký vào đó thì đánh đập người dân mà không có lý do có nghĩa là vi phạm nhân quyền.
là họ không có quyền đánh mình quý anh chị. Nếu mà họ đánh mình thì sau này khi mà mình ra đó mình sẽ kiện lại họ. Tại vì mình đâu có làm gì sai, mình đâu có đánh người thi hành công vụ, và mình nói chuyện cũng rất đàng hoàng nhỏ nhẹ khi vào đây. Từ khi mà ở ngoài mình bị bắt vô trong đồn thì mình vẫn bình thường, vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng, mình không có làm gì hết. Thì họ không có quyền gì, không có một cái quyền gì mà họ có quyền đánh mình. Mình là một cái công dân, mình là một công dân của nước Việt Nam, thì là mà cái nước Việt Nam này đã ký vào công ước nhân quyền của quốc tế thì họ không có cái gì mà họ có quyền đánh mình, đúng không chị? Quý anh chị, mình là người có quyền, mà quyền công dân, mà quyền con người là anh không có được quyền đụng chạm đến thân thể của tôi. Thân thể của tôi là do ba mẹ tôi sanh ra, thì anh không có quyền gì mà anh đụng chạm cho tôi hết. Quý anh chị, mình phải cứng với họ, mình phải nói, mình mà nói lý chứ, mình đừng có sợ. Thường ở người Việt Nam á thì là họ rất là sợ. Khi mà họ sợ là họ không có còn dám đứng dậy mà nói cái tiếng nói của mình nữa. Thì bây giờ mình phải thay đổi cái cách nghĩ của mình, là mình có quyền mình nói. Tại vì Việt Nam đã ký vào thì anh không có quyền mà đàn áp nhân quyền như vậy. Anh có thể mời chúng tôi về để mà hợp tác hỗ trợ điều tra, nhưng mà anh không có quyền đánh đập chúng tôi khi mà chúng tôi đang ở trong đó. Đúng không quý anh chị? Mình phải biết cách nói thì nó sẽ không có dám làm gì mình. Tại vì người dân của mình sợ sệt quá lâu rồi, nên không có biết cách nói, không dám nói, nên nó cứ tiếp tục nó đàn áp. Và cái điều quan trọng hơn nữa đó, trong khi các nhóm mà bị bắt á, thì phải mình gọi thêm cho ba mẹ, cô chú, họ hàng, người nào đó, rồi cùng đi đòi người, hoặc là trong cái đội của mình phải liên lạc với nhau. Một người nào bị mất tích mà bị bắt á, thì mình phải kêu những cái nhóm khác đi đòi người chung với mình, và những cái nhóm mình luôn, tại vì họ rất là sợ. Để rồi người là làm đòi nhiều người đứng trước những cái đồn công an này nọ đó, thì là họ nếu mà họ không thả người đó, thì sẽ xảy ra một cái cuộc biểu tình, một cuộc xô xát lớn hơn nữa. Nên cái điều này là cái điều hết sức là quan trọng nha quý anh chị. Và trước khi đi á, mình phải nên báo cho những người mà mình có thể tin tưởng. Mình báo cho họ biết, những người bạn bè thân thiết của mình á, như là ba mẹ, anh chị em, thì báo cho biết là hôm nay là mình đi biểu tình. Nếu như mà ngày đó giờ đó không thấy con về, hoặc không thấy bạn về, không thấy mình về, thì là biết là mình đã có chuyện rồi, mình bị bắt rồi đó. Thì là những người này có dễ dàng họ biết họ đi đòi người nha quý anh chị. Cái chuyện này quan trọng lắm nha, quan trọng lắm luôn đó. Cái chuyện này các anh chị hãy chuẩn bị trước nha, là mình phải báo cho người ta biết là mình đi biểu tình, báo những người thân của mình đó quý anh chị. Rồi sau khi mà mình được thả ra thì mình phải kiểm tra đồ đạc của mình lại, coi có đầy đủ không, rồi điện thoại có mình có lấy về chưa. Tại vì cái đồ đó đồ của mình có quyền được lấy về nha quý anh chị. Rồi sau đó mình nhớ mình mở ra để mình kiểm tra lại, coi là mình có bị theo dõi cài phần mềm nào đó không. Ok, cái đó là tổng hợp lại những cái ý kiến của một bạn bên Việt Nam đã đưa cho Jenny, để Jenny gửi đến thông tin đến quý anh chị. Rồi còn cái phần tiếp theo mà Jenny muốn chia sẻ ở đây là một anh đã vào để đưa lên thông tin về cái ngày giờ giấc, địa điểm và thời gian đi biểu tình sắp tới ngày 5 tháng 3. Để Jenny đọc sơ cho quý anh chị. Sài Gòn đó là 7:30 ở nhà thờ Đức Bà nha quý anh chị. Hà Nội là 7:45. Cái này là sáng đó nha quý anh chị. 7:45 sáng chứ không phải tối đâu nha quý anh chị. 7:45 sáng ở Hồ Hoàn Kiếm. Thành phố Vinh á, thì 8:00. Đường vào công ty Formosa Kỳ Anh ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Huế thì đường Nguyễn Huệ 8:00. Buôn Mê Thuột là ngã 5, nhà thờ Chánh Tòa Buôn Mê Thuột 8:00. Rồi Cần Thơ, trung tâm quận Ninh Kiều là 7:30. Thái Bình, bến xe Thái Bình, đường Lý Bôn 8:45. Rồi Nha Trang, đường Nguyễn Huệ, chợ Đầm là 7:30. Quảng Bình, quốc lộ 1A ngã 3
Bà Đồi là 8 giờ, Đồng Nai ngã ba Tam Hiệp là 8 giờ 15, An Giang trường Nguyễn Thái Học, thành phố Mỹ Tho là 8 giờ. Âm Bình Dương siêu thị Sóng Thần Dĩ An Bình Dương là 7 giờ 30 phút. Mong tất cả các bạn giống như là theo dõi các chương trình này và xin đến đúng giờ. Theo Jenny biết là cái này là một bạn ở bên Việt Nam gửi qua, nhưng mà mỗi thành phố thì ở đây có rất là thiếu nhiều tỉnh thành phải không quý anh chị? Tại vì mình có tới 60, 65 tỉnh thành lận. Thì mình cứ làm một cái đội của mình ở một cái tỉnh đó, mình ở đâu thì mình cứ đi theo cái tỉnh của mình để mà mình đi đồng hành thôi, chứ mình không có cần phải đi lại những cái chỗ này, tại vì chỗ này là dành cho những cái thành phố lớn, và chắc chắn những cái thành phố lớn là sẽ có rất là nhiều người gọi là những cái nhà báo, những cái giống như là báo đài truyền thông này nọ, họ sẽ đến họ quay phim. Và quý anh chị mong là cái ngày hôm đó quý anh chị sẽ ra đông đông để mà mình cùng nhau mình đòi cái quyền của mình. Không biết là quý anh chị cái này, ba việc này là ba anh chị ở bên Việt Nam đã nhờ Jenny gửi đến quý anh chị, coi như là xong nhiệm vụ của Jenny rồi. Dạ chào chú. Ok. Và cái chuyện mà hôm nay Jenny muốn nói cái gửi đến quý anh chị cuối cùng á, còn sở thú ở Ba Đình, ở Hà Nội thì sao? Hà Nội, để cho đi coi. Ở trong đây, cái theo cái thông tin ở trong đây bạn ở bên Việt Nam gửi đó, thì là Hà Nội là 7 giờ 45 ở Hồ Hoàn Kiếm, thưa thưa bạn Huy Nguyễn. Ở chút nữa trên này sẽ post cái này, cái giờ giấc này lên để cho quý anh chị biết là giờ nào và những ở thành phố nào để mà quý anh chị đến đó. Có thể là cái địa điểm này và cái giờ giấc nó hơi bị thay đổi là do cái sự công an nó phá rối, mật vụ nó phá rối đó quý anh chị, thì nó cũng có thể thay đổi giờ giấc thời điểm một chút đỉnh. Nhưng mà mong là cái này là anh trên này nghĩ là những anh chị ở bên Việt Nam họ đã soạn ra và họ chuẩn bị trước để cho mình biết. Để mình biết giờ giấc của mình đi đến đó, mình cùng nhau mình hợp tác với nhau, mình chung tay với nhau, đoàn kết với nhau. Chứ nếu mà không có địa điểm thì mỗi người đi một hướng là sẽ không có đầy đủ người, không có đầy đủ sức mạnh, nó dễ bị đàn áp hơn. Cái này có nói rồi là mình đi theo cái đội của mình đó quý anh chị. Nếu mà mình đi theo cái đội của mình mà mình bảo vệ cái đội của mình và những đội khác cũng cùng đi chung với mình, họ chắc chắn là họ sẽ bảo vệ cái đội. Nếu mà một đội bị đàn áp thì đội khác cũng sẽ chắc chắn bảo vệ. Nên tốt nhất là 7 người đó, 5 người đến 7 người là mình phải bảo vệ những cái người thành viên trong đội của mình. Và mình biết là nếu mà họ người một người là bị đánh đập thì người khác mình cũng phải là nhảy vô để mình giúp đỡ cái người mà bị đánh đó, chứ không phải là mình đứng đó mình nhìn vào. Đội khác cũng vậy, nếu mà không quen biết nhưng mà thấy người nào bị đánh thì mình cũng phải vô mình giúp đỡ, tại vì chắc chắn là dân của mình phải đông hơn đúng không quý anh chị, mình là phải đông hơn những cái tụi mật vụ hay là những tụi nằm vùng, mà nó đâu có thể nào mà nó có thể đàn áp, nó kêu một đống người lại 10 người lại đàn áp một người được đâu quý anh chị. Thì chắc chắn mình đông hơn thì mình sẽ có nhiều lợi thế hơn nó, thì mình có thể là mình giúp đỡ cái người thành viên trong cái đội của mình nếu mà bị đàn áp đánh đập. Mỗi nhóm mỗi giống như là mỗi mỗi người mình phải có một nhóm và một cái người đó là đứng ra để mà giống như control, điều khiển cái nhóm của mình, để mà vận động cái nhóm của mình cần làm cái gì, chia công việc ra để mà làm, thì cái đó hết sức quan trọng. Chứ mà mình cứ đi theo chung một đoàn người mà không có ai là cái người đứng ra hướng dẫn hết, thì một hồi nữa nó sẽ bị lộn xộn hết. Tại vì càng ngày nó càng công an nó càng nhiều, nó càng đông, rồi mật vụ nữa quý anh chị, thì là lúc đó nó loạn lên thì mình sẽ không biết ai là ai hết. Mình không biết người nào là người nào, người nào là người dân đi biểu tình, mà người nào là người công an nằm vùng hay là công an mật vụ.
Còn cái những cái người mà mặc đồ thì là mình biết nó là ai rồi. Nhưng mà cái khi mà lúc này bị loạn quá đó thì mình không biết ai là ai hết, nên mình không có thể giúp đỡ được ai hết, rồi mình không biết là người nào bị bắt, ai bị bắt nữa hết. Mình không liên lạc được. Nhưng mà nếu mình có sự chuẩn bị, mình có cái đội của mình có cái người đứng đầu cái đội của mình hướng dẫn cho mình, thì lúc đó cái khi mà mình bị vấn đề gì thì cái người mà đứng, tất cả mọi người thành viên ở trong đội của mình đều biết, để biết cái người đó, ai cũng biết nhau, ai cũng biết mặt nhau hết, thì nó rất là hiệu quả quý anh chị. Và ai mà có khả năng thì mình đều dùng được những cái công nghệ, ví dụ là viết quay phim, hoặc là những cái máy quay nhỏ, hoặc là nói chung là quý anh chị có cái gì mà có thể mà hỗ trợ công cuộc biểu tình của mình được thì mình đem theo mình sử dụng. Tại vì trên này không biết là ở bên Việt Nam thì người này có cái này người kia khả năng như thế nào thì trên này không biết, nhưng mà rất nhiều ý kiến của quý anh chị đưa lên thì trên này tổng hợp lại rồi trên này lên để chia sẻ với quý anh chị. Còn nếu quý anh chị nào có ý kiến thêm thì quý anh chị có thể gửi cho trên này, rồi trên này lên, trên này có thể đọc lên và chia sẻ với quý bạn bè bên Việt Nam. Thì cái điều đó thì trên thì chia sẻ thì sao rút rút lại kinh nghiệm mấy cái lần trước biểu tình thì mình thấy đó nó hoàn toàn thất bại, tại vì không có cái liên hệ chặt chẽ, không có sự đoàn kết giữa các đội, rồi không có sự liên lạc, mình không biết ai là ai hết, mình không biết người nào là người nào hết, nên mình đi thì mình cứ đi vậy thôi chứ mình không có chuẩn bị, mình không biết cái mục đích đi của mình là gì, tại vì mình không có biểu ngữ nào hết quý anh chị. Chỉ thấy có biểu ngữ mà không có biểu tượng nữa, mình phải có biểu tượng là không những là có biểu ngữ, mình cũng phải có hình ảnh nữa, mình hình ảnh minh họa cho cái việc mà mình đang làm, cái việc mà mình mong muốn hiện nay là gì, cái việc mà người dân mong muốn là gì, thì mình phải làm cái điều đó để mà nhà cầm quyền thấy, không những nhà cầm quyền thấy mà những người quốc tế, những người nước ngoài đó, những anh chị em ở nước ngoài họ cũng thấy, là lý do tại sao mà mình phải làm như vậy. Mình đòi cái quyền cho tất cả người dân. Hy vọng là những bạn trẻ đó cũng nên là mình cùng đồng hành với những người dân xuống đường biểu tình, để mà họ họ chỉ có đòi yêu cầu, họ nói như là họ yêu cầu cái Formosa, nhà máy Formosa của Trung Cộng đó là phải coi như là phải rút ra khỏi Việt Nam. Tại vì theo ông Nguyễn Xuân Phúc đó quý anh chị, ông nói nếu mà Formosa tiếp tục tái phạm lần thứ hai thì là sẽ đóng cửa cái nhà máy này. Mà tại sao bây giờ nó tiếp tục nó tái phạm lần thứ hai mà ông vẫn không không có đóng cửa nhà máy này, ông vẫn im lặng. Coi như là từ ông Nguyễn Phú Trọng đến ông Nguyễn Xuân Phúc rồi ông Trần Đại Quang vẫn im lặng, trong khi nó vẫn tiếp tục xả thải và hủy hoại môi trường, hủy hại cả vùng, cả một cái vùng biển đó. Bây giờ nó đã đến Đà Nẵng rồi quý anh chị. Giống như là cái ô nhiễm đó, cái chất độc kim loại, chất độc xả thải đó nó đã đến cái vùng biển ở Đà Nẵng rồi, thì tàn ngày nó sẽ càng lan rộng hơn nữa và vô khu vực miền Nam, miền Bắc nữa, mà ổng vẫn im lặng, ổng không có làm gì hết quý anh chị. Cộng sản họ, quý anh chị thấy không, họ mình không thể tin lời cộng sản nói được, mình chỉ nhìn những cái việc họ đang làm, những cái hành động họ đang làm là họ đang làm lợi ích cho bản thân mình, và họ đang làm lợi ích cho cả nước Trung Cộng, cho giặc. Coi như là họ bán, không những bán tài nguyên khoáng sản của đất nước mà họ bán cả đất giống như là cả một dân tộc luôn, một cái đời sống, một cái tương lai của con em của chúng, giống như của con em của chúng ta nữa. Họ giống như là họ hủy hoại cả môi trường, nhưng mà họ có một cái kế hoạch diệt chủng người dân Việt Nam đó quý anh chị. Rồi sau này con cái mình đẻ ra sẽ bị quái thai dị tật, rồi là ai là người đau khổ quý anh chị? Cuộc sống của người dân mình là người đau khổ, con cái của mình sanh ra mình có giết được không quý anh chị? Mình có bỏ được không? Mình đâu có bỏ được đâu. Cái đó là nó làm cho cái chất độc hại đó nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều đời sau nữa quý anh chị, không phải là hiện tại bây giờ. Rồi ung thư mỗi ngày Việt Nam là những người là một cái nước mà có nhiều người bị chết vì ung thư là đứng thứ đầu thế giới luôn quý anh chị.
Thì chính vì vậy cho nên nói đó, nếu mà những người không có học thì những người mà có học thì mình nên giúp đỡ, mình nên để cho họ tìm hiểu, mình giải thích cho họ lý do tại sao mà mình phải làm như vậy. Rồi hiện tại bây giờ thì những người miền Trung thì đang đi ra ba tỉnh miền Trung, người dân thì đang đi tứ xứ để làm nô lệ, mình làm nô lệ cho những nước khác, làm nô lệ cho những nước châu Á vòng vòng xung quanh Campuchia, Lào, Thái Lan rồi này, này nọ đó quý anh chị. Khổ lắm. Thì mình chỉ có mình đi xuống đường mình biểu tình là mình chỉ muốn Formosa đi ra khỏi đất nước mình thôi. Và trên này thấy là ông thằng Formosa nó quăng cục tiền cho mình 500 triệu, 500 triệu đô đó. Thì không biết là cái 500 triệu đô đó không có thấy được chia hay là được đền bù cho người dân của ba tỉnh miền Trung, bốn tỉnh miền Trung quý anh chị. Thì cái số tiền nó đã đi về một cái phương trời nào rồi thì mình không biết. Có thể họ đã trả rồi đó, nhưng mà những cái người chức cao quyền trọng ngồi ở trên đó thì cái số tiền đó ăn chia với nhau như thế nào mà người dân không có đồng bạc nào hết. Bây giờ người dân phải đi tứ xứ để mà mưu sinh tại vì không có đường sống nữa. Như bây giờ làm cả đời họ họ làm một nghề đánh cá mà bây giờ không có, coi như là không còn con cá nào để mà đánh, không còn hải sản nào để mà đánh thì còn ở đó để làm cái gì nữa quý chị, đâu có tiền đâu mà sống, nên họ phải đi tứ xứ để mà họ kiếm ăn thôi. Cái này chia sẻ với anh chị, chia sẻ với quý anh chị là cái mấy cái điều quan trọng cái trong cái ngày biểu tình sắp tới đó, thì mong quý anh chị chuẩn bị nha. Anh này có hỏi là có đưa tin báo đài nước ngoài về chuyện biểu tình chưa? Cho nên không biết là báo đài ở bên tất cả những tiểu bang ở bên Mỹ hoặc là những nước khác có biểu tình cùng đồng hành cùng với người dân ở bên Việt Nam hay không thì Trinh thì chưa có nghe, nhưng mà Trinh nghĩ là chắc chắn là trước cái ngày hôm đó là những người dân ở nhiều thành phố lớn như thành phố Cali ở tiểu bang Cali, thành phố Westminster đó quý anh chị, quận Cam đó, thì chắc chắn là Trinh thì nghĩ là chắc chắn sẽ có cuộc biểu tình vào ngày hôm đó, rồi đồng hành cùng quý anh chị quốc quốc nội, rồi là đồng hành cùng những cái người dân ở bên Việt Nam. Rồi còn ở bên thành phố lớn như là Texas thì Jenny chưa có biết chắc chắn là ngày nào. Chắc tới đó để Jenny liên lạc lại với mấy anh chị bên đây rồi mình sẽ thông báo sau. Mà ngày hôm đó chắc chắn là sẽ có rất là nhiều đài ở bên Mỹ về bên đó để trực tiếp để cùng đồng hành với người dân ở bên Việt Nam, như đài VOA hay là đài RFA Đáp Lời Sông Núi, cũng có nhiều đài ở bên đây chắc chắn là sẽ về để truyền hình trực tiếp đó quý anh chị. Tất cả những người về hải ngoại đều biết và chuẩn bị nhiều cuộc biểu tình đồng hành với quốc nội trong ngày chủ nhật 5 tháng 3. Ok, vậy là quý anh chị ơi, vậy là chắc chắn là những người Việt hải ngoại đều sẽ chuẩn bị cuộc biểu tình đồng hành cùng với quốc nội vào ngày chủ nhật 5 tháng 3 đó quý anh chị. Sẽ có anh Nguyễn Thanh Tịnh này ảnh đưa thông tin lên. Cả Mỹ, Pháp, Canada đều có chuẩn bị hết nha quý anh chị, tất cả các nước đều có chuẩn bị, nhưng mà tại trên này không có liên lạc với lại những quý anh chị họ đoàn ở trong đó nên trên này không biết là quý anh chị đã chuẩn bị rồi. Người Việt Nam đi qua Campuchia, Lào làm cho những công ty của Tàu Cộng. Đó, ok. Quý anh chị có thấy không? Bạn này lên chia sẻ thông tin là những người ở bên Việt Nam á, miền Trung á, họ không còn sự sống, họ không có còn đường sống nữa thì họ phải đi kiếm cái cách mưu sinh khác, là họ đi qua những nước khác để mà họ làm. Thì chắc cũng bị đàn áp đánh đập tàn nhẫn lắm, tại vì Trung Cộng nó đi đến đâu thì là nó giống như là nó đánh đập, nó đàn áp, nó gọi là nó tra tấn người dân đến đó, cả người dân của nó mà nó còn không tha thì những người dân nước khác nó đâu có coi ra là cái gì quý anh chị. Lúc nào nó cũng muốn xâm chiếm Việt Nam của mình hết, tại Việt Nam của mình là coi như là quá yếu,
yếu so với những nước khác, tại Việt Nam của mình là không có cái đường lối rõ ràng. Cái đường lối kinh tế của mình là cái đường lối đi theo, dựa dẫm, phụ thuộc nhiều vào Trung Cộng, dựa thuộc nhiều vào cái nền kinh tế của nó. Chứ mình không có chơi với cái đảng Cộng sản của mình, không có chơi với những cái nước nào, những cái nước tự do thì là có thể nếu mà mình được sự trợ giúp của những cái nước ngoài, những cái nước tự do dân chủ thì có thể là mình sẽ không có bị, đất nước của mình sẽ không có bị tụt hậu, không bị nghèo đói như bây giờ quý anh chị. Thật ra Trung Cộng nó cho nhiều lợi ích, giống như là lợi ích rất là nhiều đối với đảng Cộng sản Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam đó. Nên họ muốn khư khư ôm và phụ thuộc vào Trung Cộng là nguyên nhân thứ nhất là vì vậy. Và nếu như mà họ muốn được sự giúp đỡ của quốc tế, họ muốn được sự giúp đỡ của Mỹ hoặc là những nước dân chủ thì họ phải có nhân quyền. Tại vì quốc tế họ sẽ đòi hỏi nhân quyền, nhưng mà ở Việt Nam mình không có nhân quyền, mình không có quyền con người. Mình kể cả quyền biểu tình mình cũng không có. Thì chính vì vậy họ đâu có muốn, quốc tế họ không có chấp nhận, họ không có đầu tư vô Việt Nam thì họ sẽ không giúp đỡ được Việt Nam. Mà Việt Nam muốn như vậy, Việt Nam không muốn người dân có nhân quyền nên họ không có cần, họ chỉ coi như là họ chỉ thân Trung Cộng, họ đem nguyên một cứ như là người họ đem nguyên cái thằng giặc vào đất nước Việt Nam của mình để chiếm đất nước Việt Nam của mình, coi như là nó là giặc mà họ không biết nó là giặc. Còn người dân hiện nay, người dân của mình cũng chưa có thấy được nó là giặc. Tại vì hôm qua trên này có thấy một cái video clip ở ngoài Nha Trang mà họ đi ăn buffet đó quý anh chị, họ đi du lịch. Người Tàu đó, họ đi ăn buffet, họ đi du lịch vô đó, trời ơi, họ ăn mà họ đứng, họ giành giật, họ giống như là có những người người Trung Cộng, hình như họ không có biết phép lịch sự, họ không có biết xếp hàng quý anh chị. Họ không có, hình như họ không có nền văn minh, họ không có sự hiểu biết hay sao đó. Họ đi ăn mà cứ giành giật với nhau, đứng không có xếp hàng, ai cũng nhao 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 giành giật với nhau để mà ăn uống cái ăn. Làm như là họ bị đói cả mấy năm nay, họ không được ăn hay gì đó quý anh chị. Mà hay là họ đi vô, cố tình họ vô cái vùng biển của mình du lịch để mà họ làm xấu cái bộ mặt của đất nước của mình. Ghê lắm quý anh chị, nhìn thấy mọi người giành giật với nhau đồ ăn mà thấy sợ luôn á, khủng khiếp lắm. Ở đây lúc nào đi đâu ra đường người ta cũng đứng xếp hàng, rồi theo đường, theo lối chứ. Rồi ai đến trước thì mình được hưởng cái sự phục vụ trước. Mình đứng xếp hàng ngay thẳng, ngay một đứa con nít nó cũng đứng nó xếp hàng nữa chứ, nó đâu có phải là đứng nhao nháo giống như giành giật đồ ăn nữa. Thấy nhìn thấy mà thì thiếu văn minh, thiếu lịch sự quá. Rồi hôm nay có đem lên cái này để cho quý anh chị, cái chuyện ngoài lề một chút xíu quý anh chị. Oh sorry, chị không có thấy. Sài Gòn từ Đại sứ quán Hoa Kỳ, nhà thờ Đức Bà, có thể đồng bào tập trung từ địa phương rồi tuần hành đến khu nhà thờ Đức Bà. À, các bạn nên lưu ý là tất cả những lời nói, hành động của chính quyền đối với các bạn, chẳng hạn như là xúc phạm nhân phẩm, xâm phạm thân thể, tài sản của các bạn, thì các bạn cần phải ghi lại để sau này làm bằng chứng tố cáo họ. Tại vì quý anh chị biết là sẽ có rất là nhiều báo đài của nước ngoài sẽ đồng hành cùng quý anh chị vào cái ngày hôm đó. Thì nếu mà có chuyện gì là quý anh chị phải lại nói với họ liền. Và những anh chị du học sinh biết được những câu tiếng Anh thì xin, trên này xin gửi lời kêu gọi đến quý anh chị. Quý anh chị đã được đi qua những cái nước tư bản khác, quý anh chị được tiếp nhận, tiếp cận với cái nền giáo dục và cái sự phát triển của đất nước khác, thì quý anh chị nhìn về Việt Nam, quý anh chị đi về Việt Nam về một cái lý do khách quan hay chủ quan thì quý anh chị không có ở bên đây, nhưng quý anh chị về Việt Nam thì quý anh chị cũng hiểu rồi đó, người dân Việt Nam của mình nghèo khổ, đói khổ, thì mình mà có làm được cái gì mình giúp đỡ người dân của mình
thì mình nên ra mình đứng lên để mình biểu tình. Mình không phải mình biểu tình nữa, mình chỉ đòi cái quyền của mình thôi, quý anh chị, mình lên tiếng thôi. Mình đưa cho cái nhà cầm quyền, cho họ hiểu là cái nguyện vọng của mình là gì, cái ý định của mình là gì, cái mục đích của mình là mình muốn cái gì. Thì những cái bạn này sẽ giúp rất là nhiều, tại vì nếu mà họ đã du học qua những nước khác thì họ sẽ biết một chút tiếng Anh, thì họ sẽ giải thích giùm quý anh chị, hoặc là nhà phiên dịch tới những cái nhà báo đài nào đó thì giúp quý anh chị. Thì trên này hy vọng là những bạn này sẽ đi ra cùng với lại sẽ cùng nhau để đồng hành cùng với người dân của mình. Thì mỗi đội của mình sẽ là từ 5 đến 7 người trên này nói đó, thì mình sẽ làm một cái biểu ngữ, đi làm một biểu ngữ đơn giản thôi quý anh chị, biểu ngữ một cái tờ giấy giống như tờ giấy này nè. Mình nếu mà các bạn không in được thì ghi luôn quý anh chị, tự mình ghi ra luôn, mình lấy bút lông mình ghi ra quý anh chị, cái tờ giấy như vậy thôi nè. Mình lấy bút lông mình ghi ra, nếu mà mình không có in, mình không có máy in thì mình tự mình ghi ra, mình ghi là người ta cũng hiểu rồi. Mình bây giờ ghi một câu tiếng Anh ở đằng trước rồi mình ghi câu dịch ở đằng sau quý anh chị. À, Vũng Tàu hả quý anh chị, tại vì trên này không có thấy ở trong đây có cái địa chỉ ở Vũng Tàu quý anh chị. Nếu được thì tại sao quý anh chị không tự làm cái giống như tự liên hệ với các thành viên trong đội của mình, mình đứng ra mình tổ chức luôn quý anh chị. Mình đâu cần phải địa điểm thích hợp nào, mình cần người nào đâu, mình cứ tự mình làm luôn được không quý anh chị? À, Jenny nói rồi là Jenny đã để nhiều, rất là nhiều câu tiếng Anh ở trên cái tường của nhà mình, tường Facebook của Jenny đó quý anh chị, vào quý anh chị coi. Rồi nếu mà quý anh chị còn trẻ, quý anh chị có hiểu biết, có kiến thức á, thì quý anh chị giúp đỡ những cái người xung quanh của mình mà họ không có đủ kiến thức, họ không có ghi được đó, thì quý anh chị giúp đỡ họ nha, nhất là những người lớn tuổi đó quý anh chị. Rồi ok, bây giờ làm một cái thông tin cuối cùng đi, tại vì hôm bữa giờ rất là nhiều bạn vào nói với Jenny là không có, gọi là không có quan tâm gì đến chính trị, không có quan tâm gì đến xã hội, nhất là nhiều bạn trẻ lắm. Thì Jenny có mang lên đây một cái ví dụ rất là nho nhỏ, tại vì thật ra hiện tại ở Việt Nam của mình đó, thì mỗi ngày các bạn đi ra đường, hoặc là các bạn sử dụng những cái vật dụng gì, các bạn mua những cái gì, thì các bạn đều có trả tiền thuế ở trong đó. Mà cái tiền thuế đó là sao quý anh chị? Cái tiền thuế đó nó được đi vô đâu? Cái tiền thuế đó nó sẽ được đi vào một cái quỹ của nhà nước, và một cái hội đó nó sẽ giữ một cái như là một cái người ở trong nhà nước đó, họ sẽ giữ, họ đứng ra để mà họ lập thành một cái hội đó, họ giữ cái tiền quỹ của quý anh chị. Thì cái tiền thuế đó đi đâu quý anh chị, nó có phục vụ cho quý anh chị không? Quý anh chị có từng đặt những cái câu hỏi đó không? Ví dụ như là tiền làm đường xá này nọ đó cũng là lấy từ tiền thuế của người dân ra, là tiền thuế của quý anh chị đó. Rồi như chẳng hạn như quý anh chị đi làm thì quý anh chị cũng phải đóng thuế. Quý anh chị đi làm ở một cái hãng xưởng nào đó thì nó tự động nó trừ thuế cho quý anh chị luôn. Thì quý anh chị cũng đâu biết là mình bị trừ thuế bao nhiêu đâu đúng không? Nhưng mà chắc chắn là quý anh chị có đóng thuế rồi đó. Thì không biết là cái thuế ở bên Việt Nam họ tính toán như thế nào thì trên này không biết. Nhưng mà hôm nay trên này thấy có một cái... Này. Ok, có một cái receipt là một cái... Gọi là cái gì? Receipt là cái gì quý anh chị? Receipt là cái giấy tính tiền. Ok, cái giấy tính tiền ở bên Việt Nam. Để cho Jenny, Jenny đưa cho quý anh chị coi. Không biết quý anh chị có thấy không? Chị có đọc được không? Ở bên cái này là hôm bữa có một người đưa cho Jenny nên Jenny giữ lại. Anh chị thấy không? Ok, cái này quý anh chị thấy không? Ở dưới cái phần này có đề là thuế, ở cái phần ở dưới á, họ có đề là thuế giá trị gia tăng, là quý anh chị thấy không,
thuế giá trị gia tăng ở đây nè. Thuế giá trị gia tăng đó là họ tính là 10% quý anh chị. Trong khi một cái nước nghèo, một cái nước đang phát triển, mà khi mà mình mua một món hàng mà mình phải trả cái thuế 10% trên cái giá trị của cái món hàng đó. So sánh, quý anh chị, so sánh với một cái nước gọi là nước có một cái nền kinh tế giàu mạnh, chẳng hạn như là chỗ cho này sống đi, là nước Mỹ đi, thì cái thuế nè quý anh chị coi đi, cái receipt nè, quý anh chị thấy không, cái thuế ở đây nè người ta tính chỉ có 8.25% thôi quý anh chị. Cái thuế á, như là khi quý anh chị mua một món đồ nào đó thì quý anh chị sẽ trả một cái phần thuế của cái món đồ đó là có 8.25% của cái thuế thôi. Mà một cái nước người ta là một cái nước phát triển, một cái nước giàu mạnh, mà cái tiền thuế người ta chỉ lấy có 8.25%. Trong khi một cái nước rất là nghèo, một cái nước lạc hậu, một cái nước kém phát triển, mà mỗi khi mà mình mua một cái món gì đó mình phải trả một cái thuế 10%, thì quý anh chị thấy nó vô lý không? Chờ cái thuế này nó đi đâu quý anh chị, nó có phục vụ cho quý anh chị không? Đường xá của quý anh chị như thế nào? Trường học của con quý anh chị như thế nào? Quý anh chị phải trả tiền học cho con của mình. Cơ sở hạ tầng bệnh viện như thế nào? Chăm sóc y tế như thế nào? Rồi phục vụ cho người già ra làm sao? Cải tổ cái môi trường như thế nào quý anh chị? Những cái tiền thuế này là tiền của quý anh chị đó. Tiền thuế quý anh chị đóng đó là tiền của quý anh chị đó. Mà sao quý anh chị không dám lên tiếng? Mình mua cái gì mình cũng trả tiền thuế, mình như là mình đi đổ xăng mình cũng phải trả tiền thuế. Quý anh chị thấy không? Cái đó là chính trị đó. Các bạn có biết không? Cái đó là chính trị đó. Tiền của mình bị người ta lấy mà mình không dám lên tiếng. Mình không có như là mình không biết mình đang xài cái gì, mình đang làm cái gì nữa. Cái này nó hiển nhiên hằng ngày mọi người đều sử dụng. Không lẽ quý vị mỗi ngày quý vị không sử dụng xăng? Có nghĩa quý anh chị mua đồ, mua coi như quần áo, giày dép, quý anh chị không xài sao? Có xài, có đóng thuế là có nghĩa là mình đang phục vụ cho cái cuộc sống, coi như là mình đang phục vụ cả một đất nước Việt Nam đóng, biết bao nhiêu người xài, biết bao nhiêu người mua cái thuế của mình. Rồi mình biết cái thuế của mình nó đi đâu không quý anh chị? Và họ có một, mỗi năm họ có một cái hội nào đó, một cái đoàn nào đó, một cái người nào đó, có một cái tổ chức nào đó đứng ra đưa cho, nói cho quý anh chị biết là cái hôm nay, năm nay cái tiền thuế của quý anh chị bà là đóng là bao nhiêu, rồi nó được sử dụng cho mục đích gì và nó phục vụ cái gì cho cuộc sống của quý anh chị. Quý anh chị có thấy được không? Không hề biết. Quý anh chị cầm cái receipt này lên mà quý anh chị cũng không biết là quý anh chị bị trả thuế 10%. Trong khi một cái đất nước là rất là nghèo, một cái đất nước kém phát triển, người dân không biết cái gì hết, mà nó đóng thuế 10% trong cái số mà quý anh chị phải mua. Thay vì bây giờ quý anh chị chỉ trả một cái món này là 616.000 đồng, mà nó đã trả thuế là hết 10% là 56.000 rồi. Quý anh chị thấy không? Rồi cái tiền này nó đi đâu? Vô tay của ai? Vô tay của tụi nó. Mà tụi nó có làm gì không? Mình đóng thuế là nghĩa vụ của mình là đóng thuế. Cái nghĩa vụ của mình đóng thuế để cho họ, họ lấy cái thuế của mình để họ phục vụ cho cái đời sống của người dân. Mà tại sao người dân đã giống như là không đi chịu đi tìm hiểu cái này gọi là chính trị đó. Chính trị. Và quý anh chị có quan tâm không? Tiền của quý anh chị đó, tiền của các bạn đó, các bạn có quan tâm tới không? Đừng nói với tôi là không quan tâm nữa nha. Không thèm quan tâm nữa, tại vì không phải chuyện của tôi, không liên quan đến tôi. Tôi không quan tâm nữa. Cái này một khi tôi nói, khi mà một khi tôi nói là tôi phải có bằng chứng, đúng không quý anh chị? Bằng chứng rõ ràng nha. Cái này là bằng chứng. Cái này là cái nè, quý anh chị coi nè. Ở Việt Nam đàng hoàng nha. Tôi không có nói xạo đâu nha. Nếu mà tôi, một khi mà tôi nói cái gì ra là tôi phải có bằng chứng. Quý anh chị coi đi. Cái chỗ này là Big C. Chỗ này là Big C nè quý anh chị. Ở bên Việt Nam, tên tiếng Việt đàng hoàng, không phải là chợ Việt Nam bên Mỹ đâu nha quý anh chị. Không phải là chợ Việt Nam bên Mỹ đâu nha, không phải là siêu thị Việt Nam ở bên Mỹ đâu nha quý anh chị. Coi cho rõ ràng nha. Đó, quý anh chị thấy chưa? Rồi á, ở bên Mỹ đó có một cái nữa là khi mà quý anh chị đi mua đồ ăn, toàn bộ chợ siêu thị Việt Nam hay là siêu thị Mỹ,
toàn bộ những thứ đó đó thì là họ sẽ không có trả thuế quý anh chị. Khi mà quý anh chị đi mua đồ ăn, thức uống, cái gì mà liên quan đến đồ ăn, liên quan đến thức uống, liên quan đến cái gì mà quý anh chị ăn được á, sản phẩm mà giống như là thức ăn mà quý anh chị ăn được á, thì là họ sẽ không có đánh thuế. Còn nếu mà đồ dùng á, thì họ sẽ đánh thuế quý anh chị. Còn ở bên Việt Nam thì là chắc chắn là sẽ trả thuế, ở cái món gì họ cũng trả thuế á. Thật ra đó là họ trả thuế. Họ trả thuế quý anh chị, họ bắt anh chị đóng thuế nhưng mà họ không nói cho quý anh chị biết. Nên đáng ra quý anh chị không biết là mình đang bị trả thuế cho cái món hàng mà mình mua. Người dân Việt Nam họ không biết cái đó là cái gì, họ không biết cái cơ chế thuế là cái gì. Mà thật ra đó là thuế nó được trả mỗi ngày trong những cái đồ mà quý anh chị mua. Ví dụ như bây giờ cho này nói đi, quý anh chị đi mua đồ ngoài chợ, tại vì ở Việt Nam là có hệ thống chợ, chợ trời đó, chợ chòm hổm đó. Là đâu có xài thẻ gì đâu quý anh chị, đâu có xài thẻ giống như là kiểu như trong siêu thị. Thì quý anh chị nghĩ là ồ, ở trong đó đó mình vô mua mình đâu có đóng thuế gì đâu. Nhưng mà thật sự đâu có quý anh chị, quý anh chị bị trả thuế gì đó, đã bị cái món hàng quý anh chị mua đã được tính thuế rồi. Quý anh chị biết tại sao không? Khi mà cái người mà họ giao những cái đồ ăn, những cái sản phẩm cho xuống cho một cái chợ đó, thì cái chợ đó nó sẽ đã đóng thuế rồi, cái công ty nó đã trả thuế rồi, thì giao cho cái người này thì người này đã đóng thuế rồi, xuống thì cái sản phẩm của mình mua nó đã tăng lên một chút xíu rồi, xuống với cái người nhỏ hơn, một cái cấp thấp hơn nữa, thì nó cũng bị trả thuế tiếp, thì cái món hàng của mình sẽ được tăng lên một chút xíu nữa. Thay vì mình trả có 10.000 mà bây giờ cái món nó từ từ nó tăng lên 15.000, thì cái đồ ăn của mình mua đã được tính thuế ở trong đó rồi. Quý anh chị hiểu không? Nó đã được tính thuế trong đó rồi, nhưng mà nó không nói cho quý anh chị biết là đã bị trả thuế rồi. Tại vì nó theo có một cái hệ thống tính thuế từ trên xuống dưới, nhưng mà nó không nói cho mình biết, nên bây giờ mình bị trả cái từ món ăn của mình từ từ nó lên giá là như vậy, mà mình không hề biết, mình không hề biết là mình đang bị trả thuế mỗi ngày. Rồi tiếp tục không liên quan, không tìm hiểu đến chính trị, là ai là bị thiệt hại quý anh chị? Mình phải không? Người dân mình là bị thiệt hại, còn ai là người có lợi quý anh chị? Là những người mà đang ở trên, ngồi trên đầu mình nè, những cái tụi ở trên đầu mình đó là nó có lợi. Còn mình là tiếp tục sao? Mình tiếp tục làm nô lệ, mình tiếp tục bị trị, mình tiếp tục bị cai trị. Nó tiếp tục gọi như là nó đánh thuế mình, nó lấy tiền của mình để nó nuôi gia đình nó, rồi nó đưa hết tài sản của nó ra nước khác, coi như là vợ chồng con cái đi qua một nước khác hết, ở hết. Mấy chị thấy không? Nhiều sự bất công ở một cái đất nước như vậy mà mình không có sự hiểu biết, là mình không tìm hiểu, thì là mình sẽ suốt đời mình cứ bị cai trị hoài, mình suốt đời mình không có hiểu gì hết là mình bị cai trị hoài. Thì quý anh chị nên tìm hiểu đi, mình nên tìm hiểu ngay từ bây giờ. Tìm hiểu nó rất là quan trọng, kiến thức của mình nó vô cùng quan trọng. Như vậy là mình tìm hiểu thì là cái con mình sẽ dạy cho con cái của mình được nhiều thứ lắm, thì nó sẽ biết được nhiều, mình nó biết được cái quyền của nó cần phải nên làm cái gì. Đúng không quý anh chị? Mình cái gì mà mình cũng để, mình cũng giao cho người đó cái quyền của mình. Mình được lên tiếng, mình cũng giao cho họ. Coi như là cái gì mình cũng đưa cho họ làm hết. Mình chỉ có biết đi làm. Rồi về mình có biết mua đồ này nọ. Mình không biết cái gì, mình không biết là mình mua cái gì, mình bị trả cái gì, mình phải đóng thuế bao nhiêu, rồi đóng thuế như thế nào. Mình phải tìm hiểu để mà mình biết mình đang sống ở dưới một chế độ như thế nào, mình cần cái chế độ đó thay đổi những gì. Họ không có làm gì có lợi cho mình hết á, không có làm gì có lợi cho người dân hết. Bởi vậy mà nói tóm lại nhiều việc để cho Jenny giải thích ra như vậy, để cho quý anh chị biết là cái ngày sắp tới là cái ngày quan trọng, vô cùng quan trọng. Nó sẽ là một cái tiền đề để đẩy mạnh hơn tất cả các cuộc biểu tình sau này. Mỗi tuần mình đều đi biểu tình hết, chứ không phải là mình chỉ đi một cái ngày hôm đó thôi rồi những ngày sau mình không đi nữa. Tại vì mình đi cho đến khi nào mình có thể gọi là cái mong muốn của mình nó được thực hiện. Có nghĩa là Formosa phải gọi như là đi ra khỏi Việt Nam. Tốn bao nhiêu năm mình mới có thể cải thiện lại cái môi trường của mình. Mình mới có cải thiện lại cái vùng biển của 4 tỉnh miền Trung quý anh chị. Rất là lâu. Trên cả 100 năm mình mới phục hồi lại. Mình mới phục hồi lại cái vùng biển của mình. Tài nguồn tài nguyên khoáng sản của mình bao nhiêu lâu nữa, với cái một cái nền kinh tế kém phát triển của nước Việt Nam của mình quý anh chị.
tổng biểu tình ngày 5 tháng 3 nha đồng bào, quý anh chị. Cộng sản ăn cướp có pháp luật. Cộng sản ăn cướp đúng quy trình, đúng pháp luật đó quý anh chị. Ok, hôm nay trên này chỉ chia sẻ một số thông tin đó quý anh chị. Và trước khi chia tay với quý anh chị thì trên này có thấy cái bài của anh này rất là hay. Tìm hiểu xong rồi, khi đã biết thì phải lên tiếng đấu tranh, đòi lại quyền lợi cho chính đáng về cho mình, đồng thời dạy cho con cháu biết về quyền lợi mà chúng nó được quyền thừa hưởng. Thì mình tìm hiểu trước đã, tại hiện tại thì người dân của mình đang bị ru ngủ quý anh chị. Họ không có ý định, họ không có suy nghĩ là họ sẽ đi tìm hiểu cái đất nước của mình như thế nào, cuộc sống của mình đã làm sao. Họ chỉ biết đi làm rồi ăn rồi ngủ thôi. Ngoài ra thì họ để cho nhà nước và đỡ cho đảng lo, chứ họ không có lo mấy cái chuyện đó. Thì cái đó là cái lối suy nghĩ sai lầm. Tại vì cái đất nước Việt Nam là cái đất nước của mình, tài nguyên Việt Nam là tài nguyên của bản thân mỗi công dân Việt Nam, chứ không phải là của đảng. Mà quý anh chị giao cái quyền của mình, giao cái tài nguyên khoáng sản, tài nguyên môi trường, đất đai của mình cho đảng, thì là quý anh chị mất đi cái quyền của mình, để cho họ có quyền họ điều khiển tất cả mọi thứ, thì họ sẽ làm rất là dễ dàng. Thì quý anh chị sẽ tiếp tục bị cai trị, tiếp tục bị nó ngồi trên đầu mình, nó điều khiển hết mọi thứ mà mình không làm gì được hết. Mà quý anh chị muốn đòi cái quyền của mình thì là đây, ngày 5 tháng 3, cái đó đó là quyền của mình đó quý anh chị. Thể hiện cái quyền của mình đi, thể hiện cái quyền công dân của mình đi, không có cần ngồi đây nữa. Ok, đúng không quý anh chị? Quý anh chị cho biết ý kiến. Có quý anh chị nào có câu hỏi nào không? Cho trên thì mở cái bài này ra. Dư luận viên giờ này đi kiếm bánh mì rồi. Ok, bây giờ cái phần cuối là chút nữa Jenny sẽ để cái giờ, ngày giờ mà địa điểm mình đi biểu tình nha, lên face, lên wall, gọi là lên cái tường nhà mình. Có câu này rất hay nè quý anh chị. Nếu Việt Nam bị mất nước và dân tộc Việt Nam bị diệt vong dưới tay giặc Tàu thì nguyên nhân là do giặc Tàu và Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân lỗi lớn nhất là do sự ngu dốt và sự vô cảm của gần hết 92 triệu dân Việt Nam. Quý anh chị thấy không quý anh chị? Quý anh chị thấy cái sự mà vô cảm của quý anh chị, vô tâm của quý anh chị, không có quan tâm gì đó tình hình xã hội, tình hình đất nước hết. Nợ công quý anh chị. Nợ công của Việt Nam của mình, hôm bữa trên này có làm cái clip rồi, là nợ công của mình bây giờ đã vượt trần rồi quý anh chị. Chúng ta đã nợ quốc tế rất là nhiều, và bây giờ hiện tại mỗi trên đầu mỗi người dân là mình phải đang trả nợ. Người dân mình, một cái đứa trẻ sinh ra thì nó cũng phải đang thiếu nợ, phải đang trả nợ đó quý anh chị. Một cái clip nào đó trên này sẽ tìm hiểu thêm về cái vấn đề nợ công này, và trên này sẽ nói về cái vấn đề này, chuyên sâu hơn vấn đề này. Nhưng mà thật ra chắc không cần phải nói nhiều, là vì anh Huỳnh Quốc Huy là gọi là rất phân tích rất là rõ ràng nhiều cái vấn đề này, nên anh Huy sẽ có cái, chắc là anh Huy sẽ giải thích về cái vấn đề này. Dạ, sự im lặng, sự vô cảm là sự tiếp tay cho giặc. Chúng ta tiếp tục im lặng, chúng ta tiếp tục vô cảm, chúng ta tiếp tục vô tâm, chúng ta không quan tâm gì đến tình hình đất nước, chúng ta không quan tâm gì đến xã hội, không quan tâm gì đến con người, không quan tâm gì đến những sự kiện ở bên Việt Nam. Mà quan trọng nhất hiện nay là sự kiện Formosa đang thải độc hàng ngày ở trên quê hương chúng ta đó, mà người dân tộc Việt Nam chúng ta không quan tâm tới. Thì cái sự im lặng của mình sẽ là một cái sự tiếp tay cho giặc.
coi như là mình tiếp tay cho nó để mà nó vào nó giết người dân của mình, tiếp tục đàn áp của anh chị, tiếp tục đánh đập. Ai sống đầy đủ thì không kể, đúng rồi, những người giàu đó, đa số là những người giàu ở bên Việt Nam á, thì họ không có quan tâm gì đến những người nghèo hết trơn, họ không có biết chia sẻ, họ không có tình thương, họ không có trái tim, họ chỉ biết làm giàu cho bản thân mình thôi và cho có cuộc sống đầy đủ cho vợ, cho gia đình mình, chứ họ không có nghĩ gì đến những mảnh đời bất hạnh xung quanh mình, những đứa trẻ mà không có cơm ăn, không có áo mặc, những đứa trẻ phải đi ăn xin ban đêm đi bán vé số, hay những đứa trẻ mà không có được đi đến trường đó quý anh chị, họ không có quan tâm tới đâu. Đa số là những người giàu bên Việt Nam, như là họ chỉ có tố, nếu mà họ giàu thì họ càng tạo thêm nhiều họ càng tạo thêm nhiều tin đồn, những scandal đó để mà họ đánh bóng tên tuổi của mình, đánh bóng càng nhiều tên tuổi của mình để càng có nhiều sự nổi tiếng hơn, rồi càng được nhiều ủng hộ hơn, nhiều người ủng hộ hơn để họ làm giàu hơn. Coi như là họ càng giàu thì họ còn muốn giàu giàu hơn nữa. Chứ còn những người nghèo, những người xung quanh họ không có để ý tới đâu quý anh chị. Và cái đất nước có đi đến đâu thì họ cũng không quan tâm. Chắc chắn là như vậy. Cái túi tiền của họ là quan trọng hơn. Cái miếng cơm của họ là quan trọng hơn. Miếng cơm manh áo của họ quan trọng hơn là cái tình người. Coi như đất nước của mình bây giờ không có tình người, người dân vô cảm, không có tình người, không có dám lên tiếng. Ai bị đánh đập xung quanh cũng không dám lên tiếng. Thì trách ai bây giờ, chờ quý anh chị, trách cái đảng của mình, nó đã làm người dân mình ngủ quá lâu rồi, sống trong một cái cảnh cảnh tượng là mơ mộng quá lâu. Một cái nhà mà quý anh chị tưởng tượng là nó tưởng tượng nó xây dựng rất là đẹp để cho quý anh chị ở trong đó, quý anh chị không biết được cái gì đó đang xảy ra ở ngoài xã hội, những mảnh đời xung quanh mình, những mảnh đời bất hạnh xung quanh mình không thèm để ý tới, vô cảm, mình im lặng. Để cho một ngày không xa thì dân tộc ta sẽ đi đến đâu? Sẽ đi đến cái chết, gọi là cái chết được báo trước, như là ăn đồ độc hại, ung thư, rồi bệnh tật, rồi con sanh ra thì là bị quái thai dị tật. Ai quý anh chị, Formosa đó là ảnh hưởng trực tiếp đến con người mà họ đâu có quan tâm tới đâu. Chỉ có ba tỉnh miền Trung là thấy ra đi biểu tình, còn tất cả những miền khác thì không bao giờ thấy mặt hết, không bao giờ để ý tới. Rất là coi như là cái đảng Cộng sản Việt Nam gọi là họ quan tâm nhất là cái túi tiền của họ, cái miếng cơm của họ, còn ai sống chết thì mặc ai. Nên đúng rồi, ở Việt Nam họ làm giàu thôi, chứ ai chết thì kệ, đất nước đang nguy hiểm thì chết vì ung thư, chứ hóa độc chất độc của Trung Quốc mà mình không nói thì đến lúc mình sẽ mất nước. Tương lai nó sẽ làm thêm một nhà máy Formosa thứ hai tại Vũng Tàu. Hiện tại thì rất là có nhiều dự án, rất là nhiều công trình sẽ được đưa vào xây dựng ở trên đất nước mình, nếu như mà người dân của mình vẫn tiếp tục im lặng, vẫn tiếp tục vô cảm, thì chính chúng ta sẽ là những người trả giá cho cái sự im lặng của mình, cho cái sự vô cảm của mình. Hiện tại thì bây giờ rất là nhiều người vẫn chưa biết được là hiện hiện tình của đất nước đang xảy ra vấn đề gì, họ không biết quý anh chị ơi. Chính vì vậy mà tại sao chúng tôi vẫn cứ phải ngồi đây, vẫn cứ tiếp tục những cái việc mà chúng tôi đã nói hàng ngày, nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp tục nói lại, nói đi nói lại, nhắc đi nhắc lại, vì mỗi ngày sẽ là một cái người khác vào để mà coi cái clip này. Không phải là có thể là nhiều người khác coi lại cái clip này, thì không phải là quý anh chị không, mà những người khác sẽ coi thì họ sẽ biết là là cái chuyện chúng tôi nói lại, nên chúng tôi cứ phải lặp đi lặp lại lại nhiều lần như vậy. Ok, bây giờ mình đọc cái bài này nha quý anh chị. Mình nói mình tại vì nãy giờ nói về Đảng Cộng sản rất là nhiều. Bây giờ Jenny có đọc cái bài này trước khi mình Jenny chia tay với quý anh chị. Chuyện quý anh chị sẵn sàng chưa? Mình vô đề nha. Chuyện ở xứ Bắc Hàn.
xứ sở cộng sản hủ lậu, đó là câu chuyện thật khủng khiếp. Khi ông Trang Song Tít từng được xem là nhân vật quyền lực thứ hai tại Triều Tiên và là chú dượng của lãnh đạo Kim Jong-un bây giờ. Ông Chan cùng 5 thuộc hạ thân cận bị lột truồng và ném vào một cái lồng. Sau đó 120 con cá con chó săn bị bỏ đói 3 ngày được thả vào lồng để cắn xé và ăn thịt những người nói trên. Đó là cách ông Kim Jong-un xử tử như thời Trung Cổ đối với chính người thân của mình. Ở xứ sở thiên đường cộng sản khác, đó là xứ của những cái gọi là đỉnh cao trí tuệ, họ cũng đối xử với người dân thường không kém gì ổn bên xứ Bắc Hàn. Hơn 5.000 người dân xứ Huế đã bị cái gọi là giải phóng, đập đầu, chém cổ, chôn sống cho cái gọi là bá quyền cộng sản vào những ngày Tết Mậu Thân năm 1968. Những câu chuyện về những con chó hoang chưa dừng lại ở quá khứ. Nó vẫn diễn ra hằng ngày ở Việt Nam như là chuyện cơm bữa. Và mới đây thôi, khi chúng ta xem lại hình ảnh của anh Trương Văn Dũng phải đối mặt với 7-8 con người lôi giật tấm băng rôn ghi câu thơ của Chế Lan Viên: Bác Hồ, ta đó chính là bác Mao. Thì hình ảnh về bầy chó đói của Kim Jong-un lại hiện về thật rõ nét. 7-8 con người đã gầm gừ, lượn đi lượn lại quanh những người tưởng niệm nỗi đau ngày 17 tháng 2 năm 1979 như những con chó đói hoang đang đối mồi. Và con mồi đã xuất hiện. Đó là khoảnh khắc anh Trương Văn Dũng một mình giơ cao băng rôn ghi lời thơ của một nhà thơ cộng sản. Ok. Chỉ chờ có thế, những con chó đói của cộng sản Việt Nam lao vào cắn xé anh. Dằn cho bằng được tấm băng rôn in hình Mao Trạch Đông. Có lẽ những con chó đói của cộng sản Việt Nam sợ rằng người dân Việt sẽ càng nhận ra bộ mặt bợ tàu của đảng cộng sản Việt Nam, cho nên bọn chúng phải giành được cái tấm băng rôn in hình tổ cha của chúng. Còn những chuyện con chó đói hằng ngày ở Việt Nam cũng không hề thiếu. Đó là những con chó đói mang trên mình bộ áo xanh, vàng, đủ loại. Lúc nào chúng cũng sẵn sàng lao vào để đánh người dân với gậy, dùi cui, để cắn xé những người dân thường. Mặc cho chúng đã thừa mất tiền của, nhưng trong bản chất của chúng, lúc nào chúng cũng là những con chó đói. Chúng lao vào bất cứ ai để dành cho được phần ăn, dành cho được máu của đồng bào. Và khi nói chuyện đến máu, chúng ta cũng chẳng thể quên những con chó đói ở cấp cao hơn. Chúng còn nghĩ ra trò ép buộc người dân bằng thứ luật rừng để hút máu người dân mỗi năm. Số máu đó để chúng chia nhau, để chúng bán chui, bán lũi thông qua các công ty kinh doanh máu của mafia đỏ. Thế là những con chó đói đó lại thêm một lần nữa thỏa mãn bằng những cơn say máu người Việt Nam. Ở xứ sở cộng sản như Liên Xô cũ, Bắc Hàn, Trung Cộng và Việt Cộng, trí tệ, đạo đức và tình người là thứ hiếm có và khó tìm. Nhưng những bầy chó đói thì lúc nào cũng luôn có sẵn để mà giằn xé người dân thành những mảnh nhỏ. Đó là những sự thật không thể chối bỏ về chế độ cộng sản.
Quý anh chị thấy chưa? Chế độ cộng sản bản chất của nó là như vậy đó quý anh chị, là những bầy chó hoang. Ok. Ok, thì bây giờ Jenny sẽ dừng lại cái giờ buổi nói chuyện, hội luận với quý anh chị hôm nay nha quý anh chị. Và ok, sẽ xin hẹn gặp lại quý anh chị vào lần khác. Và cảm ơn quý anh chị đã theo dõi và lắng nghe cuộc nói chuyện này. Xin chào tạm biệt quý anh chị.